Dung nguyên kệ đó. Nhớ trồng mà đuổi em thì sao? Ông có răng. Hay răng cửa nó to như con răng kiến. Nhớ đó nó có vũ hồn trồng mà đuổi em thì sao? Không có răng, ông có răng. Đứng nó bay mất. Anh làm là làm đùi em mà sưng lên tại anh đấy. Điên à, nó đang ăn. Ông ơi, chích bị đẹp vãi, trông cam đẹp vãi. Ông ơi, chích có bị đau không? Dạ, ông vàng chích vàng con mắt đấy ạ. Ông này mong vàng. Ông vàng. Ông đất mà. Ông vàng. Con này nhìn như con ông khoái. Ông vàng. Ông khoai đó, ông khoai đốt phát anh ốm luôn nhá. Ông khoái à? Ông khoái đốt chết người đấy anh ạ. Mình con này ông khoái mà ông vàng. Con này là ông vừa vẽ. Mệt mỏi quá ông một đất. Mày bị lệch kìa. Ô, mất nét rồi. Mất nét rồi. Lại nét rồi. Dừng nhá, không quay tiếp nữa. Quay quay. Điện ăn nhanh. À thôi quay để tí làm. Sao nó lọc hết ra vậy? Con làm quay nhanh lên. Lọc gì đây? Con này mẹ hàng thịt à? Ô. Thôi mày xem đến cuối nó lọc ra được cái gì. Đang lọc ba chỉ. Mông sần. Đang lọc bì. Chị đang lọc ba chỉ với mông sần. Ủa, xe đi lên này. Ghê thật. À mấy con này đi khỏe lắm. Con này xong bên này này anh được rồi. À cố đèo không? Bót 5, 6, 5. Ơ vừa ông bảo kia có một đoàn đi trước rồi anh. Ừ. Sao mình không quay tham láp nhở? Thì về chuyển nó thành tham láp. Ừ đốt thế. Thôi đừng nói nữa Dung. Một đoàn đi trước thế là người ta bảo hàng, cũng bảo hàng à? Nhưng mà bọn sẽ về. Trời ơi, nhìn nó lọc cái thịt ra này, nó lọc như là lọc cái ruột ra ngoài ấy. Vứt hết ruột ra ngoài đúng không? Nó lấy cái da thôi đúng không? Chuẩn luôn anh. Lấy cái da về làm gì? Làm áo à? Điên là nó ăn mà. Đừng động vào nó nhá, nó đốt đấy. Nó có mùi hôi nó đốt rồi đấy. Đùi nó có mùi hôi đấy, đang ghê không, đây. Nó đang tập trung cái đấy, nó không đốt đâu. Nó làm xong nó sẽ đi thôi. Ôi, cục gỗ à? Còn mày quả gỗ đáng tiền thật đấy. Ôi đúng cái gì nữa, đây là con ong khoái đấy. Ôi, chuẩn mẹ luôn ong khoái này. Thì có tổ gần đây đấy. Con này mà đốt phát đi luôn. Mờ rồi. Nhưng mà mật ong khoái thì giá trị lắm. Ông đất ông khoái đốt chết trâu đúng rồi. Con chó mà. Nó ghét mùi của con chó lắm. Của ông, nhất là ông khoái. Nó có độc à? Ôi nhớ lọc rồi sạch luôn ý. Nó độc hay là đốt đau ở trên? Dạ nó có độc mà. Ông mật đốt thì sưng. Ông mật thì đốt nhiều vì ốm thôi. Ông mật có chữa bệnh đấy. Dùng đất ăn chữa bệnh đấy. Cho nó đốt vào đúng vị trí thì là chữa mà. Cái chích mà pha một con chích có chết mùi người. Mẹ kiếp nó thả luôn mẹ cái ruột con sâu ở trong trên quần em. Thần kinh gì thế? Thần kinh cấp chứ. Cắt từ chưa? Chích ra thì thịt thì sốt. Sắp được rồi. Cố lên em. Nhiều con chích thì chết. Đi săn này. Đã. Em đi săn à? Xong rồi này. Xong rồi. Rồi à? Xong rồi. Thôi phổi cứt đi.